Việt Nam có hệ sinh thái phong phú và đa dạng về các loại cây dược liệu, trong đó có nhiều loài được xếp vào danh sách quý hiếm trên thế giới như sâm ngọc linh, sâm vũ diệp, tam thất hoang hay bách hợp. Tuy nhiên, có một thực tế là dược liệu giá trị càng cao thì tình trạng làm giả lại càng nhiều, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và thương hiệu của dược liệu. Góp phần ngăn chặn tình trạng này, các nhà khoa học đã nghiên cứu các kỹ thuật chuyên sâu để xác định một cách chính xác một số loài dược liệu quý hiếm dễ bị giả mạo, nhầm lẫn. Sâm ngọc linh là loại dược liệu mang hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều cá nhân, doanh nghiệp đầu tư. Tuy nhiên, tình trạng sâm giả, tam thất, điên trúc và một số loại cây có hình dạng tương tự đội lốt sâm ngọc linh tràn lan khắp nơi. Sở dĩ kẻ gian dễ dàng thực hiện chót lọt các vụ bán dược liệu giả bởi nhìn bằng mắt thường, người tiêu dùng khó nhận biết. Đây là một mẫu sâm của khách hàng mang đến kiểm định tính đúng. Mẫu này thì đã được ngâm mật ong trong thời gian 3 tháng. Hiện nay thì chúng tôi đang sử dụng các phương pháp là ứng dụng cái sinh học phân tử mà cụ thể là DNA barcode để giám định tính đúng của các loài dược liệu. Đặc biệt đối với dược liệu thì thường là các cái dược liệu nó đã bị phân mảnh hoặc đã bị sơ chế, nó không còn nguyên hình dạng ban đầu của thực vật. Nên là DNA barcode có hiệu quả đối với những cái mẫu mà đã không còn nguyên vẹn. DNA barcode là các trình tự nucleotide ngắn ổn định trong hệ gen lục lạp của thực vật, được sử dụng hỗ trợ trong công tác giám định loài thực vật ở nhiều nước trên thế giới. Trong phương pháp này thì điều đặc biệt là chúng tôi cần phải có các mẫu vật chuẩn. Sau đó thì chúng tôi điện di trên máy, trên hệ thống điện di Agarot và có thể trả được kết quả cho khách hàng bằng cách so sánh với các mẫu chuẩn. Với những dược liệu dễ nhầm lẫn như sâm ngọc linh, để xác định tính đúng của dược liệu, ngoài sử dụng kỹ thuật DNA barcode, các cán bộ viện dược liệu đã nghiên cứu và biên soạn tài liệu nhận dạng các loài thuộc chi Panax, họ nhân sâm ở Việt Nam. Trong đó, đã giới thiệu các loài sâm ngọc linh, sâm Lai Châu, sâm Lang Biang, tam thất hoàng, tam thất, nhân sâm. Đây là một trong những cái cuốn tài liệu nó được tổng hòa lại và kế thừa được những nghiên cứu trước đây, cũng như là bổ sung những cái nghiên cứu, những cái hình ảnh, chi tiết, các bộ phận của các loài và biên soạn một cách ngắn gọn, dễ hiểu bằng hình ảnh để tất cả mọi người có thể tiếp cận được. Và thông qua việc là loại này là mọi người có thể nhận biết được những cái dạng ban đầu và cũng như là góp phần để làm đầy đủ hơn những cái cơ sở dữ liệu về các loài Panax. Các nhà khoa học cho rằng việc triển khai các phương pháp nhằm góp phần nhận dạng, phân biệt các loài chính xác là sự cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn, không chỉ đối với người tiêu dùng, cơ quan quản lý mà rất quan trọng đối với các đơn vị trồng phát triển dược liệu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 80% dân số nông thôn và các nước đang phát triển vẫn dựa vào thuốc thảo dược để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ở các nước có nền công nghiệp phát triển, 1/4 số thuốc thống kê trong các đơn đều có chứa hoạt chất thảo mộc. Còn tại Việt Nam, theo báo cáo của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng 50-60.000 tấn các loại dược liệu khác nhau, sử dụng vào việc chế biến vị thuốc y học cổ truyền, nguyên liệu ngành công nghiệp dược hoặc xuất khẩu. Với một thị trường tiêu thụ nhiều như vậy, dược liệu nói chung và cây thuốc nói riêng đã mang lại giá trị kinh tế không hề nhỏ. Vì vậy, cần có những giải pháp thiết thực hơn nữa để phát huy thế mạnh dược liệu, đặc biệt cần đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm góp phần nhận dạng, phân biệt các loài chính xác là sự cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.